Các bạn thân mến chúc các bạn một ngày mới dồi dào sức khỏe và luôn hạnh phúc bên gia đình các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ cập nhật xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 đến cho mọi người. Đây là một công trình rất là quan trọng nên mọi người ai cũng quan tâm, không chỉ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà cả nước, mọi người đều hướng theo tốc độ xây dựng của công trình. Cứ mỗi 2 tuần một lần, mình sẽ cố gắng cập nhật tình hình thi công của cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đến cho mọi người. Bây giờ mình đang đứng tại nhịp giữa của cầu Mỹ Thuận 1. Các bạn đang xem từ phía xa là hình ảnh của hai trụ chính của cầu Mỹ Thuận 2 đang dương lên sừng sững giữa dòng sông Tiền. Đây là hai trụ chính của cầu có ký hiệu là T15 và T16. Các bạn thấy hai trụ đã xây dựng lên khá cao so với các video trước mà mình đăng lên. Bây giờ mình đang đứng trên địa phận của tỉnh Tiền Giang. Phía xa là những hình ảnh thấp thoáng của cây cầu đã dần hình thành. Các bạn thấy phía bờ Tiền Giang còn khoảng 5 nhịp nữa chưa gắt dầm và bắt nhịp cho cầu. Tiến độ xây dựng ở đây cũng diễn ra khá là nhanh. Trong thời gian này trời thường xuyên đổ mưa vào những buổi chiều, nhưng những người công nhân ở đây luôn khắc phục trở ngại và tiến độ xây dựng cầu cũng diễn ra đúng như dự kiến. Nhìn từ trên cao, chúng ta thấy vườn cây ăn trái của người dân xanh mướt một màu. Các bạn thấy những hình ảnh thật là đẹp. Tiếp tục mình cùng các bạn xem cầu Mỹ Thuận 2 từ phía bờ Vĩnh Long. Hình ảnh của cầu Mỹ Thuận 2 phía bờ Vĩnh Long, chúng ta quan sát cầu Mỹ Thuận 2 rõ và dễ dàng hơn. Các bạn thấy ở phía bờ Vĩnh Long khối lượng xây dựng cầu khá là nhanh và chỉ còn một nhịp nữa là ra đến trụ chính. Ở đây quá trình vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng cũng thuận lợi và dễ dàng hơn so với phía bờ Tiền Giang. Chúng ta đang xem là những ngôi nhà của người dân ở dưới dốc cầu. Đứng từ trên cầu, các bạn thấy hình ảnh những ngôi nhà của người dân sống chen chúc, trông rất là chật chội. Còn đây là dòng sông Tiền phía bờ Vĩnh Long. Ở góc máy quay này, chúng ta thấy trụ chính cũng khá là gần bờ. Còn đây là những nhịp cầu đã gắt dầm và đổ nhịp xong. Đường dẫn vào cầu phía bờ Vĩnh Long cũng đang khẩn trương xây dựng. Bây giờ là buổi trưa
Những người công nhân đã đi ăn cơm và nghỉ ngơi. Quang cảnh công trường trở nên yên tĩnh trở lại. Chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa, dự kiến cuối năm 2023 sẽ thông xe toàn tuyến cho cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Thời gian không còn nhiều nữa, nên các người công nhân đã khẩn trương làm việc cả ngày lẫn đêm. Đây là những hình ảnh của cầu Mỹ Thuận 2. Mặt cầu đã thảm xi măng xong, lan can giải phân cách. Đoạn này cũng cơ bản xây dựng xong. Bây giờ mình đang đứng tại đường dẫn vào cầu, phía xa là quốc lộ 80. Đây là một đoạn đường dẫn vào cầu mà nhà người dân ở đây sẽ được giải tỏa. Đoạn này các phương tiện từ quốc lộ 80 đi theo đường rẽ để lên cầu Mỹ Thuận 2 và từ đó để đi lên Sài Gòn. Tiếp tục với việc quan sát xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, hiện tại mình đang ở phía bờ của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Những trụ này các bạn thấy cũng đã gắn mũ và sắp tới sẽ gác dầm cho các nhịp ở đoạn này. Các bạn thấy từ bờ ra trụ chính có một cây cầu sắt khá là rộng và dài để cho những người công nhân đi ra và đi vào thật là thuận tiện. Còn đây là những hình ảnh cận cảnh của trụ chính phía bờ Tiền Giang. Mỗi một trụ chính được phân ra là 33 đốt để đổ bê tông. Các bạn thấy ở mỗi đốt có một khoảng cách từ 2 đến 3 mét. Và thời gian đổ bê tông cho một đốt cũng mất từ 5 đến 7 ngày. Hiện nay, tiến độ đổ bê tông cho mỗi trụ đạt khoảng từ 17 đến 18 đốt. Như vậy, việc xây dựng trụ chính đã đạt được hơn 50% khối lượng. Nhìn chung, cầu Mỹ Thuận 2 tiến độ xây dựng cũng khá là nhanh, kịp để hoàn thành và thông xe toàn tuyến là cuối năm 2023. Video đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp các bạn ở các video sau nhé. Tạm biệt các bạn.